Sen tuổi sông đất, sông nhà đầu năm 2024 cho gia chủ tuổi ất sửu 1985. Theo quan niệm truyền thống, người đầu tiên bước vào nhà vào sáng mùng 1 Tết sẽ được xem là người sông nhà đầu năm. Lúc này, người chủ nhà cần chọn người sông đất có tuổi hợp, gồm cả hợp về thiên can, địa chi và ngũ hành. Những người này sẽ đem đến may mắn, thịnh vượng cho gia đình trong năm mới. Video ngày hôm nay chúng tôi sẽ chỉ ra những tuổi đẹp và hợp sông nhà nhất cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 trong năm mới 2024 giáp thìn này. Để một năm mới xuân sẻ và gặp nhiều may mắn, mời quý cô chú và quý bạn theo dõi. Quý bạn thân mến, để mong cầu một cuộc sống sung túc, tấn tài tấn lộc và mọi sự hanh thông, bạn cần lưu ý đến một số nguyên tắc chọn người sông đất được chia sẻ dưới đây người sông đất và gia chủ phải hợp về ngũ hành thiên can địa chi ba yếu tố này của năm cũng phải tương hợp với người được chọn cần tránh những người khác tuổi và xung khắc năm không nên chọn người có đạo đức lối sống không tốt có tiền án công danh sự nghiệp không tiến triển những người đang chịu tang nên kiêng kỵ không nên đến nhà người khác trong năm mới không nên mặc đồ đen tối màu đi sông đất nên mặc những trang phục màu sắc tươi tắn sáng sủa đi chúc tết ngoài việc chọn tuổi hợp với mình gia chủ nên chọn người tử tế đàng hoàng nhân cách tốt có trí tuệ hiểu biết thông minh hiền hậu nhân từ yêu thương động vật quy trọng tự nhiên với những biểu hiện như mặt mày sáng sủa giọng nói âm vang có lực dài tai mọng đi đứng cử chỉ mạch lạc khoan thai ngồi vững chãi Chọn được những người như thế, gia chủ sẽ tăng thêm phúc lộc trong năm mới cho gia đình mình. Và yếu tố quan trọng nhất đó là người sông đất hợp tuổi với gia chủ. Dựa vào sự tương hợp giữa ngũ hành, thiên can và địa chi tương sinh với gia chủ đồng thời tương sinh với ngũ hành của năm. Chúng tôi xin liệt kê các tuổi đẹp để sông nhà cho gia chủ tuổi Ất Sửu 1985 gồm. 1. Tuổi canh tí sinh năm 1960 mệnh thổ.

8. Tuổi canh ngọ sinh năm 1990 mệnh thổ. 9. Tuổi bính tý sinh năm 1996 mệnh thủy. 10. Tuổi mậu dần sinh năm 1998 mệnh thổ. Đây là những tuổi tốt nhất để xông nhà cho quý bạn năm 2024. Những tuổi tốt này gia chủ nên lựa chọn người đến sông nhà là anh em họ hàng, bạn bè càng thân thiết, thân cận thì rất tốt. Trường hợp trong làng xóm không có tuổi nào ở danh sách phía dưới đây đến sông nhà được, hay họ có việc không đến được, thì gia chủ có thể tìm người có tuổi tam hợp với tuổi với gia chủ, gia chủ tuổi ất sửu thì nên mời các tuổi tỵ, dậu, tí để mời đến sông nhà đầu năm 2024. Bên cạnh các tuổi sông nhà cho gia chủ sinh năm 1985 năm 2024 tốt, mang đến may mắn, tài lộc thì có những tuổi bạn đặc biệt cần tránh.

Kỷ Sửu 1949, Giáp Ngọ 1954, Đinh Mùi 1967, Tân Hợi 1971. Đây là những tuổi quý bạn không nên mời sông nhà đầu năm trong năm 2024 này quý bạn cần lưu ý. Sau đây chúng tôi sẽ giải đáp 7 câu hỏi thường gặp về tử vi tuổi Ất Sửu 1985 năm 2024 như sau. 1 Sinh năm 1985 bao nhiêu tuổi năm 2024? Bản mệnh tuổi Ất Sửu 1985 trong năm 2024 tính theo dương lịch được 39 tuổi và tính theo âm lịch được 40 tuổi. 2. Màu hợp tuổi Người tuổi Ất Sửu 1985 phong thủy thuộc mệnh kim. Do đó, những màu sắc hợp tuổi là xám, y, trắng. Những màu sắc tương sinh là nâu đất, vàng thuộc mệnh thổ. Chủ mệnh tuổi Ất Sửu có thể lựa chọn những màu sắc này để tăng thêm phần may mắn và tài lộc. 3. Ất Sửu 1985 có phạm Thái Tuế không? Năm 2024 tuổi Ất Sửu 1985 gặp hạn Thái Tuế phá Thái Tuế. 4. Ất Sửu 1985 có phạm Tam Tai không?

7. Tuổi Ất Sửu năm 2024 xây nhà được không? Năm 2024, gia chủ tuổi Ất Sửu muốn xây nhà thì hoàn toàn có thể tiến hành mà không cần mượn tuổi. Năm Giáp Thìn 2024, Nam Ất Sửu không phạm tam tai, không phạm hoang ốc và cũng không phạm kim lâu. Đây là năm rất đẹp cho tuổi Ất Sửu thực hiện các công việc trọng đại, trong đó có xây sửa nhà cửa, đất cát. Việc lựa chọn tuổi sông nhà 2024 đẹp mang tới cảm giác tích cực, may mắn và thịnh vượng cho gia đình, hứa hẹn một năm mới tràn đầy thành công và hạnh phúc. Hy vọng với những thông tin tổng quan trên, quý bạn đã lựa chọn người người sông đất, sông nhà đầu năm mang lại may mắn và tài lộc cho gia đình. Video đến đây là kết thúc, đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ ban biên tập nhé. Hãy đăng ký để ủng hộ kênh nhé chúc các bạn ngày mới vui vẻ